Vâng, bác nào nhà mình mà đang tìm Hyundai Santa Fe máy dầu này các bác này, thì các bác nhà mình tham khảo chiếc xe này của em Khương. Xin giới thiệu với các bác, chiếc xe này của em Khương nó là sản xuất 2016 phiên bản máy dầu full kịch lóc các bác nhá. Đấy, có nghĩa con này nó bản đủ, bản cao cấp nhất rồi. Đấy, lúc mới các bác mua cũng khá là nhiều tiền đây các bác ạ, cũng xít soát 1,5 tỷ chứ không ít đúng không ạ. Đấy, nhưng bây giờ giá trị sử dụng cũng gần như là còn nguyên luôn. Đấy, nhưng mà các bác nhà mình bỏ ra số tiền chưa tới 700 triệu các bác nhé. Chưa tới 700 triệu các bác nhà mình đã sở hữu được em nó rồi. Đó, đã sở hữu được em nó rồi. Và cụ thể nó là bao nhiêu thì em Khương xin mời các bác hãy cùng tham quan xem cái chất lượng của nó như thế nào các bác nhé. Đấy, con này em bán cho các bác nhà mình còn lâu mới đến 700 triệu các bác nhé. Còn lâu mới đến 700 triệu và cái giá thì em sẽ dành cho bác nào mà xem hết clip của em. Đấy các bác nhé. Vâng, thì cái con dòng xe Hyundai Santa Fe máy dầu này thì nó được mệnh danh là ông vua máy dầu rồi. Tại vì là thứ nhất là nó giữ giá này, thứ hai là nó rất là đa dụng các bác ạ. Nó rất là đa dụng và tiện ích. Đấy, và nó rất là lành nữa. Và đặc biệt cái form mới này thì các bác đi thì nó là hết ý luôn. Đấy. Những cái form cũ như còn những cái con Santa Fe đời cũ các bác ạ, những con 212 máy dầu form cũ thôi mà các bác bán cũng hơn 400 triệu rồi mà hở ra cái là xe đẹp mất ngay các bác ạ. Đấy, chứ không riêng gì những con xe máy dầu này. Con này thì em tin chắc là cũng sẽ rất là nhanh bay thôi, tại vì là thực ra là Santa Fe hở ra mẫu xe là máy dầu là các bác ấy rất là thích luôn. Rất là thích các bác. Đấy, con này thì bác nào mua thì nó rất là đẹp luôn. Từ cái những cái, tất cả mọi cái đèn đóm, tất cả mọi cái xe đều rất là mới các bác nhé. Đây các bác này, đèn đóm đây các bác nhìn đây, 2016, đèn đóm là trong veo luôn các bác nhé. Đây. Đấy, khấu hao rất là nhiều rồi các bác ạ. Khấu hao rất là nhiều rồi, hơn 600 triệu, quá là rẻ cho các bác luôn. Bản lại bản full nhé các bác nhé. Đây, đèn đóm đây các bác nhé, rất mới luôn. Đèn đóm rất mới, đây là cái bẩn đây các bác nhé. Đây là cái bẩn thôi. Đây là cái bẩn, không vấn đề gì cả đâu các bác nhé. Đèn đóm đây, đó này. Đèn đóm led căng luôn. Bên này nữa các bác nhé. Trong veo các bác ạ. Cái con Santa Fe form này thì là nhìn nó rất là chắc chắn này các bác này. Rất là chắc chắn luôn. 2016 bản full kịch cao cấp nhất các bác nhé. Option thì nhiều. Rồi các bác này, tất cả từ những cái phần cửa kiếc này, từ những phần cửa kiếc da kiếc này. Con này là da kiếc là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Chưa phải bọc lại, chưa phải thay thế gì đâu các bác ạ. Đây các bác này, da kiếc ghế của nó đây. Da ghế đây các bác này, da zin nguyên bản các bác nhé. Bọc lại, em sẽ bảo các bác là bọc lại. Đây là da zin nguyên bản. Bản đủ thì nó sẽ có những cái sấy yếc đây các bác này, sấy ghế, sấy yếc này. Đấy, rồi là cửa sổ trời Paloma toàn cảnh này. Đấy, tất cả mọi cái táp ly rồi các cái là nó đều rất là đẹp luôn. Nói chung con xe nó cứng cáp các bác. Đấy, từ những cái mà củ số nó đây vẫn là nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Vô lăng đấy, cũng nguyên zin nguyên bản. Đấy, các bác nhìn mở cái vô lăng đây, các bác nhìn đây, nó đẹp này đây các bác này. Đấy, vô lăng rất đẹp luôn. Đương nhiên là đề lỗ start top thì sẽ có rồi các bác ạ. Đấy, còn nếu mà nói về Santa Fe thì nó được trang bị đầy đủ nhất của dòng 7 chỗ gầm cao rồi các bác ạ. Nó là dòng quốc dân rồi. Đấy, nó là dòng xe bán mà siêu chạy rồi các bác ạ. Mệnh danh là ông vua máy dầu mà các bác. Tất cả mọi cái da yếc là đều nguyên zin nguyên bản hết cho bác luôn. Đấy. Các bác bảo mới cái thời điểm mà 2016 bác chủ mua xịt soát 1,5 tỷ. Đấy. Nhưng bây giờ giá trị còn khoảng 90% các bác nhé. Còn khoảng 90%. Nhưng các bác chỉ phải bỏ ra hơn 600 triệu các bác ạ. Hơn 600 triệu. Đấy, các bác nhà mình sở hữu được mẫu xe gầm cao rồi. Đấy, nó cũng chỉ hơn con Vios một chút thôi. Hơn con Vios một chút, các bác nhà mình đã
khóa còn gầm cao 7 chỗ rồi. Và đương nhiên thì con này thì khấu hao nó đã hết rồi. Xe cũ thì em vẫn luôn chia sẻ với các bác nhà mình là vậy mà. Đấy, xe nó là tiêu sản. Đấy, xe là tiêu sản. Nên là các bác đã đi phải là lỗ rồi. Nên là các bác mua sau, đấy, mà dùng sau mà tài chính vừa vừa, thay vì các bác mua một mẫu xe phân khúc thấp, đấy, thì các bác sẽ được một chiếc xe phân khúc rất là cao này luôn. Đấy, tính năng sử dụng nhiều, đấy, rộng rãi, thoáng. Đấy, các bác này. Quan trọng là xe nó còn rất là đẹp các bác nhé. Quan trọng là xe nó xe cũ nhưng mà các bác mua những chiếc xe đẹp, đấy, nó không đâm va tai nạn, không ngập nước. Đấy, máy móc của nó không bị, cái đời này thì không bị bỏ yếc gì cả. Đấy, thì là rất là ok luôn. Đấy, thì các bác đi cứ đi tẹt tèn tèn thoải mái, chả vấn đề gì cả. Đấy, em đang mở cốp lên. Con này nó bản full, nó là bản 2 cầu các bác nhé. Đấy, bản full 2 cầu. Đấy, cốp điện, tất cả mọi cái, 3 vùng điều hòa riêng biệt. Đây, dàn điều hòa cho cả ghế sau này các bác nhé. Hàng điều hòa cho cả cái ghế sau đằng sau luôn. Cái này các bác giật lên thì nó sẽ là 7 chỗ các bác đi. Santa Fe nó rất là rộng rồi, rộng rãi, thoáng. 7 chỗ thì cái dòng này thì nó rất là ưa chuộng rồi các bác ạ. Bản cao nhất rồi các bác nhé. Bản này bản đắt nhất, cao nhất rồi. Đèn đóm xe đều rất là đẹp luôn. Đây các bác này. Đây, bên này cho các bác xem này. Đấy. Xe rất là đều xe luôn các bác nhé. Đấy, từ những cái phần da ấy, tay lắm ấy của nó này, nó đều rất là đẹp theo năm tháng. Đấy. Phần da này cũng vậy. Chấm sơn này, sản xuất đây vẫn còn đây các bác này. Trông xe rất là tươi luôn. Ghế kia đều đẹp các bác nhé. Con xe nó đều xe. Ghế đây các bác này. Ghế này ghế zin của nó các bác nhé. Ghế zin của nó. Ghế zin nguyên bản. Cửa sổ trời Paloma toàn cảnh các bác nhé. Dòng sàn các bác đi nó tiết kiệm lắm. Tiết kiệm cực kỳ luôn. Đi, cái bác chủ bác ấy, cái ly lông dán xe bác vẫn còn đây các bác này. Dài tay lắm đây. Không có bị nhẵn, không có bị gì cả các bác nhé. Mở cái bên cửa lái đây. Nó còn thế này đây các bác này. Đây, cái da bên cửa lái này. Bên này đây. Các chi tiết, các nút, các phím. Nhớ hai vị trí, nhớ ghế các bác nhé. Hỗ trợ khởi hành xuống dốc này. Rất là nhiều chế độ lái này các bác này. Nói chung là cái dòng sàn này thì là nó đi nó lành các bác ạ, đi nó lành, giữ giá bền này các bác nhé. Này vẫn sáng choang các bác nhé. Cờ rôi căn trôn ga tự động này các bác này. Đấy, điện thoại rảnh tay trên này này. Đấy, quan trọng này, cái vô lăng vô yếc này các bác nhìn này, vô lăng rất đẹp luôn các bác nhé. Vô lăng của này rất đẹp. Đấy, táp ly táp yếc led căng. Nói chung một chiếc xe cũ như này thì nó xe nó rất là đều các bác này, từ cái củ số này nó đều rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, cho bác xem cái máy nhá. À các bác này. Thảm miếc này các bác nhá. Thảm miếc này, không có võng viếc gì này. Đấy, xe của em thì xe vừa về nên là em cũng chưa rửa chưa dọn gì các bác nhé. Em quay cho bác xem luôn này. Đấy, cho nó chân thật đây các bác này các bác nhé. Ốc cabo cabel này còn nguyên này các bác nhé. Chân máy chân móc đây vẫn nguyên này các bác này. Máy móc thì đương nhiên là zin đét rồi các bác nhé. Này ốc này chưa tháo chưa vặn một con nào các bác nhé. Từ mặt dàn cò này trông xe nó xe rất là tươi các bác nhá. Xe tươi đẹp. Đấy. Bên này đây. Xem này nó mới là thật các bác nhá. Các bác nhà cái phong cách
của em thì các bác biết rồi, em thì rất là đơn giản mộc mạc. Có thế nào thì em chia sẻ với các bác là vậy các bác nhé. Đây, bẩn em quay các bác, tại vì là thật ra là cái xe thì nó quan trọng nhất là cái cốt lõi thôi, còn bẩn thì các bác thích cơ mà rửa cái này đi mà long lanh trong chanh luôn. Đấy, còn cái này là cái mặt này là đổ dầu. Đấy, cho nên là nó chảy ra ngoài thôi các bác nhé. Đấy, chứ không có gì cả các bác nhé. Đấy, đấy là em chia sẻ với các bác luôn. Đấy, đây cái mặt lắp này lắp dầu. Đấy, khi mà đổ vào thì là nó tràn ra các bác. Đấy, nó thế này. Đấy, còn đây các bác này, từ những con ốc này vẫn còn nguyên zin các bác nhé. Đấy, chưa có tháo, chưa có vặn gì luôn. Đấy, cái mặt của nó đây. Đấy, đây thế này các bác này. Đấy, ốc nhái này, dàn keo dàn cò đây vẫn còn nguyên này các bác này, chưa tháo chưa bung nhá các bác nhá. Đấy, chưa tháo chưa bung tất cả từng con ốc, zin đét 100% các bác nhá. Zin đét 100%, xe con này thì nó chấm hết luôn rồi. Đấy, còn về em sẽ vệ sinh cái máy thì nó sáng như mới luôn, tại vì cái cốt nó đẹp các bác nhá. Cái cốt nó đẹp thì các bác mới rửa mới dọn được, còn cái cốt của nó xấu, nó thâm, nó ố, ốc nhái nó vặn tùm lum ra. Đấy, thì không lấy đâu ra mà đẹp được. Và đây này em quay cho bác như này là thật nhất này. Đấy, ốc nhái như này là thật nhất luôn. Đấy, các bác nhìn cái lúc em mới mua về. Đấy, nó thế này. Đấy, ốc nhái nó vẫn căng đét đây. Vừa em cho rửa qua. Đấy, để em quay cho bác thôi. Còn đâu là khoang máy là chưa rửa, chưa vệ sinh gì cả. Đấy, còn bác nào thích thì em sẽ vệ sinh. Còn thường như cái máy này thì đôi khi em để như thế. Đấy, các bác. Đấy, còn đâu bác nào thích theo yêu cầu mới, sạch sẽ, không có bụi bẩn thì em sẽ vệ sinh cho các bác. Còn đâu cái cốt của nó, những xe nó rất là đẹp rồi các bác nhá. Thì bác nào quan tâm, yêu thích thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 các bác nhá, để được biết thêm thông tin chi tiết. Và chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán cho bác nhà mình với giá là 675 triệu đồng các bác nhá, 675 triệu đồng cho các bác nhà mình quan tâm. Đấy, một mức giá mà rất là yêu thương cho các bác nhé. Thì bác nào mà quan tâm yêu thích thì alo cho em các bác nhé. Con này thì không phải nghĩ gì đâu các bác nhé, xe nó quá đẹp luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả các bác nhé. Bác nào thích quan tâm thì alo cho em. Vâng, xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.